Thông báo nhanh số 216 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bản tin cập nhật đến 18 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2021. Tính từ 18 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2021 đến 18 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2021, ghi nhận 586 ca mắc mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Cụ thể, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 312 ca, trong đó 62 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung, 250 ca ghi nhận ngoài cộng đồng. Trong đó, 7 ca tại phường 1, 2 ca tại phường Thắng Tam, 1 ca tại phường 2, 6 ca tại phường 3, 7 ca tại phường 5, 18 ca tại phường Thắng Nhì, 2 ca tại phường 7, 26 ca tại phường Nguyễn An Ninh, 1 ca tại phường 8, 1 ca tại phường 9, 25 ca tại phường Thắng Nhất, 6 ca tại phường Rạch Dừa, 7 ca tại phường 10, 11 ca tại phường 11, 18 ca tại phường 12, 112 ca tại xã Long Sơn. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 34 ca, trong đó 8 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung, 1 ca ghi nhận đang cách ly tại nhà, 4 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa, 21 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, trong đó 1 ca tại phường Phước Hiệp, 5 ca tại phường Phước Nguyên, 13 ca tại phường Phước Trung, 2 ca tại phường Long Hương. Thị xã Phú Mỹ ghi nhận 155 ca, trong đó 9 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung, 44 ca ghi nhận đang cách ly tại nhà, 16 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa, 86 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, trong đó 15 ca tại phường Phú Mỹ, 5 ca tại xã Tân Hải, 7 ca tại phường Phước Hòa, 10 ca tại phường Tân Phước, 30 ca tại phường Mỹ Xuân, 9 ca tại phường Hắc Dịch, 1 ca là người đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Phú Mỹ, 1 ca là người đi từ tỉnh Bình Thuận về Phú Mỹ, 2 ca là người đi từ tỉnh Bình Dương về Phú Mỹ, 6 ca là người đi từ tỉnh Đồng Nai về Phú Mỹ. Huyện Châu Đức ghi nhận 26 ca, trong đó 18 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung, 3 ca ghi nhận đang cách ly tại nhà, 5 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, trong đó 1 ca tại xã Bình Ba, 3 ca tại xã Bình Trung, 1 ca là người đi từ tỉnh Đồng Nai về Châu Đức. Huyện Đất Đỏ ghi nhận 11 ca, trong đó 1 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung, 3 ca ghi nhận đang cách ly tại nhà, 1 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa, 6 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, trong đó 1 ca tại thị trấn Đất Đỏ, 1 ca tại xã Phước Long Thọ, 1 ca tại xã Lộc An, 1 ca là người đi từ tỉnh Đồng Nai về Đất Đỏ, 2 ca là người đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Đất Đỏ. Huyện Long Điền ghi nhận 44 ca, trong đó 18 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung, 26 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, trong đó 5 ca tại thị trấn Long Hải, 7 ca tại xã Phước Tỉnh, 14 ca tại xã Phước Hưng. Huyện Xuyên Mộc ghi nhận 4 ca ngoài cộng đồng, trong đó 2 ca tại xã Phước Thuận, 1 ca tại xã Hòa Bình, 1 ca là người đi từ tỉnh Bình Dương về Xuyên Mộc. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 148 ca. Tỷ lệ F0 đã điều trị khỏi bệnh từ ngày 28 tháng 6 năm 2021 đến nay là 62,9%. Số người đang cách ly tập trung tăng mới vào 499, giảm hoàn thành cách ly 684. Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp và nguy hiểm. Hiện nay đã lây lan rộng và sâu trong cộng đồng do sự thiếu tập trung trong chỉ đạo nhiệm vụ phòng chống dịch của một số cơ quan đơn vị địa phương, sự chủ quan lơ là mất cảnh giác của một bộ phận người dân doanh nghiệp. Ban chỉ đạo tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần phải xác định, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 128 của Chính phủ, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đi đôi với từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Do đó, đòi hỏi cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã phường thị trấn phải tiếp tục tập trung chỉ đạo phòng chống dịch, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, phải sâu sát tình hình, bình tĩnh, làm tốt hơn nữa công tác dự báo, phối hợp thực hiện đồng bộ các biện pháp chống dịch để kiềm chế đến mức thấp nhất việc phát sinh ca F0, đẩy nhanh độ bao phủ vaccine mũi 2, bảo đảm thuốc điều trị, nâng cao năng lực hệ thống y tế, giảm thiểu tỷ lệ tử vong COVID-19. Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch, nhất là các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, đẩy mạnh kiểm tra quản lý chặt chẽ quy trình phòng chống dịch trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, chuẩn bị đầy đủ nguồn thuốc kháng virus để chuẩn bị áp dụng điều trị F0 tại nhà và nơi làm việc. Khẩn trương tiến hành hỗ trợ cho người tham gia công tác phòng chống dịch, quản lý chặt chẽ các chợ tạm, chợ cóc, không để các địa điểm này thành nơi lây lan dịch bệnh. Triển khai ngay hoạt động của các trạm y tế lưu động ở xã phường, thị trấn, đảm bảo đầy đủ các điều kiện trên tinh thần linh hoạt, kịp thời. Kêu gọi đội ngũ y tế tư nhân, y tế học đường, lực lượng y bác sĩ đã nghỉ hưu,
sinh viên y khoa, tình nguyện viên trong và ngoài tỉnh tham gia hỗ trợ, bố trí trực 24/24 để kịp thời tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc của người dân. Đồng thời, Ban chỉ đạo tỉnh đề nghị nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của tỉnh theo tinh thần tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng. Chấp hành nghiêm nguyên tắc 5K để giữ an toàn cho chính mình và cho cộng đồng. Hạn chế đi lại, di chuyển khi không thật sự cần thiết. Trong trường hợp từ bên ngoài về tỉnh, nghiêm túc thực hiện khai báo y tế và chấp hành việc cách ly theo quy định vì an toàn của bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Các doanh nghiệp trong công tác quản lý công nhân, người lao động tuân thủ quy định về phòng chống dịch, thực hiện tốt phương châm an toàn mới sản xuất phải an toàn.